tại vì có hai đó, đúng rồi, đó là bây giờ em làm đâu, đúng. Tại sao mà thế thì anh nói ba loại rồi mà chưa thấy thằng Dũng nó mặc vậy, nó còn nhiều loại nữa. Hai bên hai Nguyễn Đình Chiểu. Quá không? Quá. Bài ngoài Trung Quốc á.